Người làm Phong Nha chào đón Hoa hậu Biển Đảo Đinh Như Phương về quê. VHO trở về quê ở thị trấn Phong Nha, nơi có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng. Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam Đinh Như Phương đã được chính quyền địa phương, bà con hàng xóm chào đón, chúc mừng. Hoa hậu Đinh Như Phương và Á hậu 1 Hoàng Thùy Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thu Hằng cùng về Quảng Bình. Chiều ngày 26 tháng 10, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt. Chúc mừng Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch cùng đông đảo người dân địa phương. Đinh Như Phương, sinh năm 2001, quê ở tổ dân phố Cổ Lạc 2, thị trấn Phong Nha. Hiện tại, Phương đang là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 10, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, người đẹp Đinh Như Phương đã xuất sắc vượt qua các thí sinh để đăng quang Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam năm 2022. Bà con hàng xóm vây quanh để chào đón, chúc mừng Hoa hậu Đinh Như Phương. Cùng về Quảng Bình với Hoa hậu Đinh Như Phương còn có sự tham gia của Á hậu 1 Hoàng Thùy Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thu Hằng. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Bố Trạch, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, thị trấn Phong Nha đã tặng hoa chúc mừng Hoa hậu Đinh Như Phương. Tân Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam năm 2022 đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo địa phương. Bà con thị trấn Phong Nha đã dành những tình cảm thân thương nhất cho mình. Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Hoa hậu Đinh Như Phương. Nhân dịp này, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 đã tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phong Nha. Được biết, ngày 27 tháng 10, Hoa hậu Đinh Như Phương sẽ về thăm lại trường cũ, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, Bố Trạch và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.